Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rác Bắc Tây Nguyên. Phiên hôm nay thì mình đăng lên một cái loại thanh đạm. Thì bà con đi trúng một cái vùng có rất là nhiều cái dòng thanh đạm này. Và cái tên của nó là thanh đạm lá cỏ, hay còn gọi tên khác là thanh đạm nhất. Thì các bạn muốn tìm hiểu về hoa của nó thì các bạn cứ gõ chữ lan rừng thanh đạm cỏ thì nó sẽ ra. Thằng này là một cái giống lan rất là sống, rất là khỏe. Cái dòng nhà thanh đạm sống rất là khỏe. Hiện tại thì lan ở rừng mới về cho nên là rất là xanh tốt nè mọi người. Đó. Cây rất là xanh tươi, chưa chưa có cái lá nào vàng luôn. Đó. Và cái thằng này thì mọi người trồng với cái giá thể như phong lan bình thường, tức là nhưng mà rễ nó thoáng một tí nha các bạn, không không nên trồng quá ẩm. Tức là tốt nhất chúng ta trồng với than hoặc là bỏ thêm một vài cái, một ít cái vỏ thông. Nói chung giá thể nó ẩm nhưng mà không nên úng nước. Đó. À, cái thằng thanh đạm lá cỏ này thì cái tên của nó nói lên tất cả rồi. Cái lá của nó khá giống cỏ nên cái tên người ta gọi, ta đặt là thanh đạm lá cỏ. Và mình bán một phần, mình đã chia thành một cái phần như thế này các bạn. Cứ một phần là có 3 bó như thế này nè, rất là đều nhau. Đó, và bọn mình đã chia rất là đều nhau. Thì mỗi một phần như thế này các bạn có thể trồng thành một chậu lớn hoặc trồng thành 3 chậu nhỏ. Thanh đạm lá cỏ có đặc điểm là cây rất là xanh, khỏe. Và cái hoa của nó thì một trong những cái loại hoa cũng khá là đẹp. À, khi nó cho ra bông thì nó ra các cái vòi bông rất là sai và hoa nó có 5 cái cánh màu trắng, cái lưỡi của nó có những cái đốm màu cam vàng nâu. Thì mọi người có thể nhìn trực tiếp trên cái ảnh đại diện của video này là các bạn cũng thấy. Hiện tại thì mình có một số phần này thì cho số anh em sưu tầm thanh đạm cỏ. Các bạn lưu ý thì cái cách trồng mình như mình đã nói rất là đơn giản, các bạn chỉ trồng đơn giản với than thôi và bổ sung lên một số cái chất phân dinh dưỡng gì đấy. Và chúng ta không nên để cho nó quá ẩm nha mọi người nhé. Rồi mọi người mua cái thằng này thì có thể là gọi điện trực tiếp cho đài hoặc là nhắn tin đến cái số điện thoại trên tiêu đề. Và mỗi một phần thanh đạm cỏ rất là tươi, rất là đẹp cho anh em sưu tầm. Và chúng ta có thể trồng được từ 1 đến 3 giò như thế này. Thì có giá là 300.000 một giò nha các bạn, 300.000 một phần. Và anh em nào mua thì các bạn vui lòng liên hệ với số điện thoại của đài trên tiêu đề nhé. Rồi xin chào tất cả mọi người.